Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh News 24 giờ, kênh cập nhật liên tục những tin tức giải trí đáng chú ý có trong vòng 24 giờ qua. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: Lisa tung ảnh tạp chí mới lạ khiến dân tình không ngừng bàn tán. Cổ phiếu của YG tụt giảm mạnh sau những ngày Blackpink ngập tràn trong hàng loạt biến động. Ấn tượng với hình thể cực đẹp của Jin BTS, báo chí Nhật Bản cũng tấm tắc khen ngợi. Sau 2 tuần comeback, ITZY đã mang về chiếc cúp đầu tiên, màn hát encore thế nào? Và sau đây là nội dung chi tiết. Lisa tung ảnh tạp chí mới lạ khiến dân tình không ngừng bàn tán. Là đại diện của các nhãn hàng thời trang xa xỉ, danh tiếng, các thành viên của Blackpink liên tục xuất hiện trên bìa tạp chí. Mới đây, tạp chí Harper Bazaar Thái Lan đã nhá hàng những tấm hình của em út Lisa chụp cho số báo tháng 10. Trong loạt ảnh này, Lisa gây ấn tượng mạnh với nhan sắc xinh đẹp như búp bê, phong cách vừa cá tính vừa sang chảnh, quyến rũ ngây ngất. Nữ idol sinh năm 97 diện hàng loạt từ váy, yếm, đầm ngắn, khoe đôi chân dài miên man cực phẩm cho đến áo xẻ sâu khoe vòng một cực kỳ gợi cảm. Đáng nói lên bìa tạp chí quê nhà, Lisa lại gây bất ngờ vì phong cách, kiểu tóc và nét mặt hơi gợi nhớ tới mỹ nhân Nhật Bản Nana Komatsu. Đặc biệt ngắm ảnh zoom cận mặt, nhiều người còn thốt lên rằng gợi nhớ tới mỹ nhân Nhật Bản Komatsu. Ngũ quan sắc nét hài hòa, đường nét cơ thể mảnh mai và quyến rũ, Lisa khiến dân tình không thể rời mắt ngắm nhìn. Phải công nhận rằng cô nàng ngày càng sexy và ăn mặc táo bạo hơn. Khoe xương quai xanh cùng vai trần nuột nà chưa là gì, Lisa còn diện áo cắt xẻ lạ mắt, khoe vòng eo con kiến nhỏ xíu. Trong mọi khoảnh khắc, Lisa đều xuất hiện xinh đẹp và hoàn hảo, không thể tìm ra được một khuyết điểm nào. Ở bức ảnh này, Lisa xuất hiện với một phong cách cực kỳ dễ thương, khác hẳn vẻ mạnh mẽ và sexy thường ngày. Gần đây, một đoạn video ngắn chia sẻ khoảnh khắc em út của Blackpink nhảy la Lisa đã được cộng đồng mạng truyền tay nhau vì độ dễ thương của nó. Đây là những hình ảnh ở sân bay của Lisa khi mà cô nàng có chuyến bay sang Pháp ngày 4 tháng 10 vừa qua. Không phải trên sân khấu được dày công chuẩn bị hay với trang phục biểu diễn cầu kỳ, phần trình diễn này của Lisa chỉ đơn giản là cách mà cô nàng thể hiện tình yêu của mình với các fan mà thôi. Qua một lớp màn hình cũng vẫn có thể cảm nhận được sự vui vẻ và năng lượng tích cực mà Lisa mang đến. Ngắm nhìn những khoảnh khắc đáng yêu này của Lisa, netizen đã không khỏi nhũn tim trước độ đáng yêu của cô nàng. Có lẽ không còn gì quan trọng hơn việc Lisa luôn vui vẻ và được làm những điều mà cô ấy thích. Đó cũng là chính những điều mà fan mong muốn. Dù có tiếc nuối vì thời gian quảng bá solo ngắn ngủi rồi lại vướng đủ thứ drama, nhưng được nhìn thấy Lisa vui vẻ thế này, được ngắm nhìn những sân khấu đặc biệt thế này, người hâm mộ cũng như được chữa lành phần nào. Cổ phiếu của YG tụt giảm mạnh sau những ngày Blackpink ngập tràn trong hàng loạt biến động. Những ngày vừa qua thì người hâm mộ K-pop mà lượn một vòng top trending thì sẽ liên tục thấy được những từ khóa như xin lỗi Jennie đi hay YG hãy cho Lisa làm việc của cô ấy, công bằng cho Lisa. Cụ thể, Lisa cũng sang Pháp nhưng cô nàng không được tham dự các sự kiện của nhãn hàng do mình làm đại diện. CEO của Bulgari là ông JC Babin cũng đăng tải trên trang cá nhân bày tỏ sự tiếc nuối khi mà không thể làm việc cùng Lisa dù cô nàng đang ở Pháp, khi mà YG ra lý do rằng quan ngại tình hình dịch bệnh. Chính vì lý do này mà Lisa Ba, trạm fan lớn nhất của Lisa tại Trung Quốc, bất ngờ ra thông báo sẽ dừng mua album của Blackpink vô thời hạn. Từ động thái mạnh mẽ của fan, truyền thông Thái Lan liên tục đưa tin về sự việc của Lisa. Thế nhưng vẫn có một số đơn vị thừa nước đục thả câu, lôi những người không liên quan vào sự việc. Cụ thể, một tờ báo lớn của Thái Lan đã đưa tin về việc người hâm mộ Lisa phẫn nộ khi mà cô nàng không được tham dự show của Bulgari tại Paris Fashion Week, nhưng lại đặt hashtag của Jennie ngay trước Lisa. Đó cũng là lý do vì sao mà người hâm mộ vô cùng phẫn nộ, đẩy hashtag yêu cầu đơn vị này phải xin lỗi Jennie. Hành động khó hiểu và gây tranh cãi một lần nữa xuất hiện từ YG. Tiếp là kênh YouTube cá nhân của Lisa là Lily Film Official hiện tại có nhiều lượt đăng ký nhất trong số các thành viên Blackpink. Tuy nhiên, kênh này lại không gắn liên kết dẫn đến profile nghệ sĩ của YG. Trong khi đó, kênh của Jennie và Rose đều có. Lisa tự nhiên bị bay màu trên chính kênh YouTube của mình. Chưa hết, vài ngày trước, fan còn phát hiện ra playlist cá nhân của Lisa bất ngờ bị xóa ở trang chính thức của YG trên nền tảng Spotify. Trong khi đó, playlist của những thành viên khác thì vẫn còn. Hiện tại thì tuy playlist của Lisa đã quay trở lại, nhưng điều này một lần nữa làm dấy lên tranh cãi về sự thiếu công bằng.
Theo cập nhật, vào chiều ngày 8 tháng 10, cổ phiếu của YG đã giảm 2.400, chiếm 3,65%. Những đường đỏ đi xuống kéo dài sau hàng loạt lùm xùm những ngày vừa qua. Ấn tượng với hình thể cực đẹp của Jin, báo chí Nhật Bản cũng tấm tắc khen ngợi. Mới đây, báo chí Nhật Bản đã đăng tải một bài viết về Jin của BTS, chứng minh vẻ đẹp của anh chàng không phải dạng vừa và cách nam thần tượng nổi bật giữa đám đông. Được biết, bài báo này nói về vẻ đẹp rực rỡ đến choáng ngợp trong video BTS đến thăm bảo tàng nghệ thuật Metropolitan ở New York vào chuyến đi ngoại giao vào cuối tháng 9 vừa qua. Loạt ảnh của các đặc phái viên BTS từng khiến fan hâm mộ không khỏi tự hào và thích thú bởi vẻ ngoài điển trai cũng như thần thái điềm đạm toát ra từ các anh chàng này. Ngay khi ảnh được đăng tải trên trang cá nhân của BTS, nhiều cư dân mạng đã không khỏi ngỡ ngàng trước nhan sắc của cả 7 thành viên. Dù đeo khẩu trang nhưng ai cũng đều rạng ngời và cuốn hút. Trong đó, Jin gây bất ngờ với khuôn mặt cực nhỏ và bờ vai rộng, khoác lên mình chiếc áo sơ mi xanh cực kỳ thanh lịch. Báo chí Nhật Bản cũng dành nhiều lời khen ngợi cho anh chàng. Để kiểu tóc vuốt, Jin có thể khoe được đôi lông mày đẹp, đường nét khuôn mặt sắc nét. Cụ thể, báo chí Nhật Bản viết, khẩu trang cũng không che được nhan sắc của Jin, sự hiện diện của cậu ấy ngay lập tức thu hút ánh nhìn của người hâm mộ. Ngoài ra, tỷ lệ cơ thể chuẩn khiến nam thần tượng nổi bật hơn rất nhiều. Nhìn sơ qua, Jin mang lại cảm giác một người mẫu sang trọng với bờ vai rộng, eo nhỏ, thân hình trên khỏe khoắn, đồng thời cổ và chân đều dài, khiến tổng thể thêm phần hoàn hảo. Thậm chí ảnh phản chiếu trên gương của nam thần tượng cũng được nhận xét là quá tuyệt vời. Sau 2 tuần comeback, ITZY đã mang về chiếc cúp đầu tiên, màn hát encore thế nào? Chiều ngày 8 tháng 10, sau hơn 2 tuần phát hành, thì cuối cùng ca khúc Local của ITZY cũng đã giành được một chiếc cúp chiến thắng. Bài hát lần này của nhóm không nhận được sự phản ứng tích cực từ công chúng, nhạc số khá lẹt đẹt, lại đụng trúng đối thủ mạnh là NCT nên cứ trắng tay mãi. Sau hơn một tuần chật vật thì phải đến tuần thứ 2, ITZY cũng giành được vị trí số 1 lần đầu tiên. Có thể thấy để đem về chiến thắng này, ITZY và fan đã khá nỗ lực. Điểm nhạc số của NCT vốn dĩ không cao nhưng ITZY còn bết bát hơn. Vì vậy fan đã cố gắng cày view, bình chọn, tiếp tục mua thêm album để có thể kiếm điểm cho nhóm. Thế nhưng không phụ công sức của fan, ITZY đáp lại bằng một sân khấu encore hết sức chất lượng. Hẳn là fan nghe xong cũng thấy mát lòng mát dạ, vất vả bao nhiêu cũng đáng. Ngoại trừ phần đầu tiên do còn đang loay hoay bận chuẩn bị đạo cụ nên ITZY đã bỏ lỡ mất một vài câu hát. Còn sau khi đã bắt đầu rồi thì ITZY khoe giọng ca như nuốt đĩa, một mạch hát tới cuối. Ai cũng làm tốt phân đoạn của mình, nhưng đặc biệt đáng khen vẫn là cái tên quen thuộc thường xuyên được sướng danh là Yeezy. Cô nàng vừa hát vừa rap, lại còn toàn line khó ở phần điệp khúc, nốt cao chót vót, nhưng đều xử lý một cách ngon ơ. Đáng chú ý, main vocal Lia cũng lấy lại phong độ của mình. So với màn hát live khá chói tai trên radio hôm trước, thì hôm nay cô nàng đã hoàn thành nhiệm vụ vai trò của một main vocal của mình một cách tròn trịa. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin tức vừa được tổng hợp trong ngày của KNews 24h. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức mới cùng với mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp của KNews 24h nhé.